Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ quyết định làm thử một cái công thức nướng gà mới ha. Không biết cái công thức này có thành công hay không. Thì xin mời cả nhà cùng thử với Mai. Mai thì cũng chưa biết là thành công hay thất bại nữa, tại vì đây là lần đầu tiên Mai làm thử cái cách này luôn. Đây là cái chicken thigh này của chú anh chị. Thông thường thì Mai sẽ lên YouTube để Mai coi những cái công thức nấu, nhưng mà hôm nay là quyết định tự nấu theo kiểu của mình. Thì cái Mai rửa sạch để ráo, xong rồi Mai rắc muối với lại tiêu hai mặt đều ha, để Mai ướp một chút xíu. Thì chút xíu nữa Mai sẽ quết lên cái nước sốt này của chú anh chị. Nước sốt này thì Mai mua chợ Esmart Hàn Quốc á, chicken pork marinade. Thì Mai nghĩ là nó cũng ngon, tại vì nãy Mai nếm thử rồi thấy cũng ok. Mai sẽ dùng cái chổi để Mai quét hết lên. Mai nghĩ để chút khoai tây vô để bà nội ăn thì ăn. Nên bây giờ thì Mai đã khởi động cái lò nướng này. Mai nướng 375 độ để coi như thế nào ha. Nó nhảy lên 191 rồi nè. Lần đầu làm thử ha cô chú anh chị. Nếu mà thành công hay thất bại thì để chút thử rồi mới biết được, chứ Mai cũng chưa có biết nữa. Hôm nay là quyết định là sáng tạo theo cách của mình. Nói chung là xăm mình chơi lớn nha. Chicken thigh là cái phần đùi của chú anh chị, mà không phải là cái cánh dưới đâu, mà cái đùi trên nó nhiều thịt ha. Thì ở Mỹ này họ hay ăn chicken thigh lắm. Nói thiệt là hôm bữa là Mai thấy mấy cái tray này ở nhà rồi, nhưng mà Mai không biết là để như là nướng được cô chú anh chị. Sau này thì Mai nghe mọi người nói là Mai nướng cá hồi với lại giấy bạc á, thì nghe cô chú anh chị nói á, thế là Mai mới lên mạng rồi Mai hay coi mấy công thức của Mỹ á, đang học cái cách nấu của người Mỹ coi sao. Thì Mai mới thấy là cái họ nướng bằng cái cách, bằng cái tray này nè. Nên thành ra hôm nay là Mai mới lấy cái tray này ra Mai nướng cô chú anh chị. Bây giờ thì Mai sẽ chét cái nước sốt này lên. Thiệt tình là cũng lạc hậu lắm, tại vì ở bên Việt Nam của mình á thì Mai ít có nấu nướng lắm. Ở nhà là hồi xưa là có cái chị giúp việc chỉ nấu, rồi mẹ nấu, mẹ Mai nấu ăn ngon ha, mà nấu, nhưng mà hầu như là mẹ cũng chỉ nấu theo cách truyền thống thôi, chứ ít có nướng, ít có này nọ giống như bây giờ ha. Thời buổi bây giờ thì mình có nhiều cái lò nướng nè, mình nướng rất là tiện, bỏ vô chút xíu là nó có, không có cần phải nhiều công sức. Chứ hồi xưa mà nấu theo cách truyền thống của mình thì nó nhiều công sức hơn. Lần đầu tiên nha, thử coi nó có ngon hay không. Mai quét vô trong khoai tây này luôn, một công đôi ba diện ha. Tại vì Mai thích người Mỹ, họ thích ăn khoai tây á. Ông xã Mai thì ăn cơm thì ok, nhưng mà nhiều khi rau á thì cũng ít ăn á. Còn bà nội á thì không thích ăn cơm cho lắm. Nên thành ra là, Mai sẽ làm khoai tây này cho bà nội với ông xã Mai ăn luôn. Ăn thì ăn, cũng ăn thôi chứ biết sao bây giờ. What the hell? Cố gắng hết sức. Nhiều khi á thì cũng cố gắng nhưng mà không may mắn cô chứ anh chị ha. Đâu phải lúc nào mình cũng may mắn đâu. Đó, vậy là Mai đã chét xong hết rồi nha. Mai thì cũng thiệt tình thôi cô chú anh chị, tính Mai không có màu mè hoa lá hẹ đâu. Có nghĩa là có sao mình nói vậy, mình không biết thì mình nói mình không biết, chứ không có gì phải giấu giếm hết á. Mai nghĩ vậy đó, bình thường. Cuộc đời này đâu có phải ai cái gì cũng biết hết đâu, mà mình cũng mới qua đây thôi thì cuộc sống bên này mình còn phải học nhiều lắm cô chú anh chị. Thật ra thì Mai may mắn là khi mà Mai qua bên này á, và Mai gặp được ông xã cũng có điều kiện một chút xíu, thì Mai cũng có điều kiện để mình có thể đi đây đi kia, cũng hưởng thụ được nhiều cái. Chứ còn nếu mà như hồi xưa mà còn đi làm thì cũng không có nhiều điều kiện như thế này ha. Cái này là sự thật. Mai thì Mai không có gì phải ngại, ngùng hay là giấu giếm, hay mọi người nói mình nổ hay này nọ, kệ không sao hết. Mình có gì mình nói đó thôi. Ví dụ như Mai nghĩ là, ở cái quan điểm của Mai thôi, Mai nghĩ thì có nhiều người ở Việt Nam cũng chưa có biết gì để sống bên này. Giống như Mai hồi xưa thôi thì mình chia sẻ thì ai chưa biết thì xem, còn ai biết rồi thì xem cho vui, muốn xem thì xem cho vui, còn không xem thì thôi. Đâu có gì mà phải nặng nề đâu, kệ nó đi. Ai muốn nói gì nói, nhức đầu quá thì bỏ qua, ai người ta tự nói, người ta tự nhức đầu của chú anh chị ha. Còn cuộc sống của mình thì mình biết thôi. Lúc nãy Mai có bỏ miếng bơ lên, bây giờ thì Mai sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm đó cô chú anh chị, Mai wrap lại ha. Mai nói lộn giấy bạc chứ không phải là màng bọc thực phẩm ha, wrap lại cho nó khỏi khô. Đây, 374 rồi, 75 rồi đó. Đó, kêu rồi đó, bây giờ Mai có thể bỏ vô được rồi ha. Nướng thôi. Bây giờ là 5:14, Mai sẽ nướng tới 5:30 đi. Đây, 5:30 rồi, Mai quyết định lôi ra để Mai chở mặt cô chú anh chị. Oh my god, nó chưa có chín gì hết nha cô chú anh chị.
Để vô nướng tiếp. Hay mai quyết định để vô nướng ở 400 độ. Này 375 độ nó không có đủ nóng hay sao? Tại vì mai nướng bằng cái đó như nó bị cản nhiệt lại á, mai nghĩ như vậy ha. Nó cái thành nó hơi cao, còn bình thường mai nướng bằng cái tray kia thì mai nghĩ là cái tray này nè thì nó sẽ thấy dễ hơn, nó không bị cản nhiệt. Đó là mai đoán thôi ha. Đây mai lấy ra thử coi. Cái đỡ được miếng nào chưa? Nó có chín được miếng nào chưa? Đây, mai đã tăng nhiệt độ rồi đó. Cũng chín rồi. Đây, để mai lật qua mặt khác ha. Để mai chở mặt cái đã. Cái này là cái công thức tầm bậy tầm bạ của mai thôi cô chú anh chị. Mai không biết là nó có thành công hay không, thành công hay thất bại ha. Hy vọng là nó thành công. Nhìn cũng ngon ha. Mai sẽ chét tiếp cái sốt này lên nữa. Lần này mai quyết định là mai không có đậy mặt này, thử coi sao. Hy vọng là món này sẽ ngon. Nhìn thì cũng ok cô chú anh chị ha. Đó, bây giờ mai để vô nướng lại. Đây, mày để vô đây nướng lại rồi đây. Đây cô chú anh chị, đây cái món thịt gà đã xong rồi đây. Chín rồi, mình thấy cũng khá là ngon ha. Khoai tây cũng chín luôn, có nghĩa là mình ăn được 2 trong 1 luôn. Có cả thịt gà, có cả khoai tây. Hấp dẫn không cô chú anh chị? Nhìn cũng ngon ha. Và mai ăn thử thì mới thấy cái vị nó cũng khá vừa. Nó không có đậm vị giống như kiểu Việt Nam của mình, nhưng mà mai nghĩ là bà nội dâm xã sẽ thích. Bởi vì người ta thích ăn cái vị nó nhạt nhạt vậy thôi. Ok, it's ready. It's hot. Okay. You want dinner good, now? Honey. Yeah. Okay. Honey, that's how you're supposed to make red potatoes. Not like I make them. So, sit down. Sit down all and right. Set the table, please. Alright. Got it. Rồi, bây giờ mình sẽ dọn bàn cô chú anh chị ha. Đó, ngon chưa? Ngon chưa? Okay, mai thì lần đầu tiên nấu món này nhưng mà cũng thấy khá ngon, hấp dẫn đó. Please. Được á. Đây mời cô chú anh chị ăn tối chung với Mai ha. Đó, cái món này là bà nội thích ăn khoai tây cái đã. Đây gà đây, nhìn ngon ha. Mai cũng thấy ngon nữa đó. Mai nghĩ là nó ok ha. Rồi mai có một công thức mới để làm rồi đó cô chú anh chị, rất là dễ luôn, không có gì khó. Nói chung là nấu ăn theo kiểu của người Mỹ thì cực kỳ dễ. Mình chỉ để hết vô trong cái lò nướng và mình bỏ gia vị vô mình nướng lên thôi, rồi mình đi mình làm chuyện khác, không có gì dễ khó hết đó cô chú anh chị. Rồi bà nội. Bà nội không có ăn thịt gà. Thấy không, cô chú anh chị thấy khó không? Ông xã mày cũng ăn thịt gà đúng không? Lần đầu tiên mà mày nấu món này, ông xã mày hỏi, ủa lần đầu tiên em nướng, mày không có nấu bằng, mày nấu bằng cái lò air fry chứ mày ít có nấu bằng này lắm. Bà nội thì ăn có mỗi khoai tây không, bà nội nói khoai tây ngon. Mai thì thấy thịt gà ăn gì cũng juicy, cũng được, ngon lắm nha. Đây, nó có nước, nó chan ăn cũng được ha. Có khoai tây nữa thành ra, is it okay? So đây ông xã mày ăn sạch rồi. Mai cũng ăn sạch cô chú anh chị ha. Ok, ông xã mày ăn thêm một miếng với thịt gà nữa thấy không? Còn bà nội thì ăn cơm. Ăn cơm với lại khoai tây thôi, sắp xong rồi, bà nội cũng sắp xong rồi. Ông cắt ngược cái đầu. Đó thì một dĩa đầy mà bây giờ còn lại như đây. Thì nói chung là ăn cũng được khoảng một nửa rồi cô chú anh chị ha. Tại vì hôm nay hai đứa nhỏ nó không có ăn. Nó ăn trước rồi. Nó ăn cái chicken teriyaki ngày hôm qua đó. Nên gia đình Mai còn cái này thì Mai để vô trong tủ lạnh ha. Thì Mai ăn tiếp. Đơn giản như đang giỡn. Mai thấy không, chồng Mai ăn hai cục thì có hai cục hai khốt. Mai thì ăn một cục ha. Đó, hai vợ chồng vậy là ăn no rồi một bữa tối. Nói chung là cái món này mặc dù là mình tự chế ra nhưng mà thấy cũng khá là thành công của chính chị. Nó không có giống như là cái sốt của nó không có sticky giống như là những cái mà Mai thường hay đi nướng. Nhưng mà cái cách nướng này thì nó lại juicy ha, ở trong nó lại mềm mềm mọng mọng nước, nên thành ra là người Mỹ cũng khá thích cách này. Mai thì Mai cũng thích. Và mình để một miếng khoai tây vô đây thì mình Mai thấy cũng ngon ha cô chính chị. Nó cái khoai tây này nó thấm cái sốt á, nó cũng khá là ngon. Mai cũng thích cái cách này. Thì mỗi lần mình đổi, mình nấu thì mình đổi kiểu một chút. Bữa thì mình nướng kiểu kia, bữa thì mình nướng kiểu này, bữa thì mình làm kiểu khác ha. No, I'm just kidding. I'm not done.
Đấy, vì chồng mai mập là vậy đó, tại vì rất là có tâm hồn ăn uống ha, rất là thích đồ ăn nên phải tự kiềm chế lại, đôi khi phải vậy á cô chú anh chị. Mày nói với ông xã mày là không có tệ lắm ha, ông xã mày nói em nói gì vậy, làm gì mà không tệ lắm. It was really good. It was. Okay. You know what the worst part is though? What? You're never to get that thing clean. Really? Ông xã mày nói cái điều mà tệ nhất đó là cái này rất là khó để dọn, để rửa cái chuyện gì. That will never be white again. That's why it never perfect before too, right? I didn't see it before. Okay. But I believe you. Okay. Ông xã mày nói tệ nhất là chỉ có cái này là khó rửa thôi. It's okay. Mày sẽ cố gắng rửa nó ra. Right. Bây giờ mày sẽ dọn dẹp nha cô chú anh chị, để cho tụi nó học lớp tiếng Việt, tại chút xíu nữa tụi nó sẽ có lớp tiếng Việt. Mày để vô trong cái nồi này, ngày mai hâm lại ăn ha. Đậy nắp ở đây, không tả mai thì giúp mày rửa chén rồi đây. Người đàn ông cũng biết giúp vợ lắm ha. Khi ông xã mai rửa chén thì mai sẽ dọn cái này, dọn cái bàn, lau dạ bàn sạch sẽ cho chút xíu chứ muội học tiếng Việt. Đây, đậy nắp lại để ngày mai hâm lại ăn. Đây, Mai cảm ơn cả nhà nha. Ông xã Mai thì lúc nãy dọn dẹp được một phần thì Mai cũng ra Mai dọn phụ ông xã, và bây giờ thì hai đứa nhỏ nó đang học tiếng Việt ở hai cái phòng bên kia. Mai thì lại chui vô cái phòng làm việc của Mai, tại Mai ngồi dưới đây để Mai canh tụi nó luôn. Ông xã Mai thì đi lên nghỉ ngơi rồi. Thì Mai cũng không ngờ là cái món thịt gà mà theo cái công thức mới ngày hôm nay ăn cũng khá là được cô chú anh chị ha. Trong đó thì cái khoai tây á thì Mai thấy rất là ngon, bởi vì nó rất là ngấm, và thịt gà thì nó juicy mà nó cũng được. Mới thấy là cái cách này thì nó khác cách kia một chút, khi nào mình ngán thì mình đổi món. Và Mai cũng tâm sự một chút xíu với các cô chú anh chị về cái chuyện tại sao bà nội không có ăn thịt gà đó cô chú anh chị. Tại vì thật sự ra là mẹ chồng Mai rất là sùng đạo Do Thái, là thích ăn những cái đồ ăn mà phải kosher mới được cô chú anh chị ha. Còn những cái đồ mà mình không có kosher thì không có ăn. Mà cũng không biết được bà nội nó có khi thì rất là sùng như vậy, mà có khi thì lại không có sùng lắm. Có nhiều khi Mai vẫn thấy bà nội ăn chân cua cô chú anh chị, và thậm chí là ăn những cái món chân cua đó, chân cua mà chân cua dài dài, chân cua tuyết đó cô chú anh chị, thì cái món đó là không được ăn nha. Tại vì những cái con mà có vỏ cứng hải sản đó là đạo Do Thái không có cho ăn. Nhưng mà khi bà nội thích thì bà nội ăn, còn bà nội không thích thì bà nội không ăn, thì lại giữ đạo. Mày cũng không biết làm sao á, nên ông xã mày cũng không biết làm sao mà lần hết á. Khi thì rất là nghiêm khắc tuân thủ luật của đạo, còn khi thì ăn được. Và do đó thì những cái khi mà Mai nấu nướng đồ ăn ở nhà đó cô chú anh chị thấy là cái thực đơn của Mai nó không có được phong phú. Tại vì Mai nấu ở nhà thì Mai cũng muốn bà nội ăn được, do đó Mai chỉ nấu thịt gà nè, thịt bò nè, cá nè, cá salmon ha, chỉ thích ăn cá salmon thôi. Còn những cái loại cá đó phải là cá có vảy, chứ cá da trơn cũng không ăn được ha. Thịt heo cũng không ăn được nha, tôm cũng không ăn được nha, hải sản này nọ cũng không ăn được, mấy cái con mà trơn trơn là không có ăn được. Nói chung rất là khó, do đó thì Mai thường là Mai nấu ba cái loại thịt đó thôi. Thịt gà, cá salmon với lại thịt bò. Nói thì Mai cũng, Mai thì mọi người cũng biết Mai là người Việt nên Mai thích ăn thịt heo lắm mà. Thịt heo nè. Thịt bò cũng thích, nhưng mà mình thường ăn thịt heo nhiều hơn cô chú anh chị ha. Mai thích những cái món thịt heo lắm, nhưng mà ở nhà thì khi mà Mai nấu thịt heo bà nội ít có ăn được, nên nhiều khi Mai hay nấu thịt gà với thịt bò để cho bà nội dễ ăn. Tuy nhiên thì khi nấu xong á, thì khi nào mà chị thấy chị sùng đạo á thì chị không ăn. Tại vì thật ra thì cái thịt gà cô chú anh chị ăn được, nhưng mà phải chế biến theo, phải mua trong cái siêu thị mà bán như đồ cho người kosher, phải giết mổ cái con đó theo cách của họ nữa. Và thịt bò cũng vậy nữa cô chú anh chị, không phải là cứ con đó là mình ăn được đâu. Thịt bò, thịt gà, cá, nói chung là rất là khó. Mai không biết đường nào mà lần hết á. Có khi thì ăn được, khi thì không ăn được. Nên nhiều khi đó cô chú anh chị cũng hỏi là tại sao Mai không có nấu nướng gì nhiều cho bà nội ăn, là tại vì Mai cũng không biết làm sao để cho bà nội ăn được nữa cô chú anh chị. Tại vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Mình nấu những cái món mà mình nêm ít gia vị theo kiểu của người Mỹ nè, và mình nấu những cái loại thịt mà bà nội có thể ăn được, nhưng mà bà nội vẫn không ăn thì Mai cũng bó tay thôi. Ông xã Mai thì nói với Mai là em đừng có suy nghĩ nhiều quá, bây giờ vậy rồi, nó vậy rồi là vậy rồi, không có làm sao thay đổi được hết á, thì thôi em cứ sống vui vẻ thoải mái thôi chứ đừng có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà thật ra thì vậy mình cũng buồn cô chú anh chị ha, khi mình nấu xong người ta không ăn, cái tự nhiên mình thấy mình cũng hơi bị buồn. Tại vì mình cũng cố gắng để mình làm cho bà nội ăn được mà bà nội không ăn, nên thành ra cũng không biết làm sao hết á. Người già mà, cái ngày nắng ngày mưa, ngày vui ngày buồn, nên Mai cũng không biết
Nên mình cũng nghĩ là mình nấu trong cái khả năng của mình thôi, mình cố gắng hết sức thôi. Do đó thì mọi người cũng thấy là cái thực đơn gia đình Mai nó không có được phong phú. Tại vì nó là vậy đó. Nói tới nói lui thì nói vòng vòng, nó cũng chỉ có cái lý do vậy thôi. Và gia đình Mai cũng thường đi ăn nhà hàng, là tại vì đi ăn nhà hàng á thì bà nội sẽ ăn được, mà cũng không ăn được nữa cô chú anh chị. Bà nội khó lắm, không biết sao đó, ăn nhà hàng thì cũng không ăn được. Khi ra nhà hàng á thì cũng chê người ta không có kosher, cũng chỉ order những cái đồ giống như là rau nè, hoặc là order những cái đa số là ăn rau không cô chú anh chị. Mà khi mà ăn rau thì không ngon thì chê người ta nấu dở nữa. Đó thì bây giờ biết làm sao. Đi nhà ăn bữa thì Mai với ông xã Mai hồi lâu lắm rồi có dẫn đi cái nhà hàng kosher đó, thì ăn thì cũng chê không ngon nữa. Nên cũng khó lắm, không biết làm sao để cho chị vui nữa. Thôi thì mình cố gắng hết sức thôi. Còn bà nội ăn được cái gì thì ăn. Bà nội cứ thích ăn những cái đồ ngọt thôi à. Ví dụ như mọi người cũng có nhiều cô chú anh chị nói với Mai sao bà nội ăn ít quá. Mà thật ra thì bữa đó bà nội ăn như vậy là Mai mừng rồi đó cô chú anh chị. Thường mà nó không ăn luôn đó, chứ không phải là không đâu. Ăn mấy cái bánh nè, cookie, rồi ăn mấy cái cracker, rồi ăn mấy cái kẹo sô-cô-la. Nói chung là ăn mấy cái không có lành mạnh. Thì Mai nói, nhiều khi Mai cũng nói mẹ sao mẹ không có ăn đồ ăn này kia đi. Mai nói không, không thích ăn. Sao mẹ cứ đi lấy cái bánh cracker ra ăn vậy đó. Giờ thì bà nội cũng bà nội người lớn mà, mình đâu có thể nào mình la được đâu. Con của Mai thì Mai la được, chứ còn cái này là mẹ chồng mà la làm sao. Cô chú anh chị họ lớn hơn mình nữa, họ chức cao hơn mình nữa, đúng không? Là mẹ mà, chứ đâu phải là con đâu. Con Mai là Mai la liền á, Mai kêu cất, không có chuyện đó đâu. Thật sự con của Mai là không có yên với Mai đâu. Nhưng mà tại vì bà nội là người lớn rồi, nên bà nội sẽ tự biết cái gì mình thích, mình không thích, tự biết cái gì tốt cho mình. Mai không thể nào can thiệp quá sâu vào cái đời sống của bà nội. Bởi vì ở bên Mỹ này người ta rất là tôn trọng cái quyền tự do cá nhân của con người. Mọi người cũng thấy, ngay cả bác sĩ, nếu mà người ta từ chối khám chữa bệnh thì bác sĩ cũng không có quyền đụng tới, mặc dù biết là cái điều đó không tốt cho người ta. Bản thân Mai cũng vậy thôi. Bà nội, mà chồng Mai cũng vậy nữa. Bây giờ chồng Mai nói kệ đi, bây giờ mẹ không chịu, giờ biết sao, giờ kệ đi, cứ để muốn ăn gì ăn đi. Chứ mình không thể nào mà mình bắt người ta không ăn cái này, không ăn cái kia được. Cái đó là cái tay người ta, cái miệng người ta ăn thì người ta ăn thôi. Mà nếu mà mình không mua về thì mình cũng thấy ấy nấy cô chú anh chị. Mình khi mà hết cookie mà nói không mua thì không được. Bà nội muốn ăn cái đó thì mình cũng không thể nào mình đành lòng, tại nó cũng không có đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà khi mà mình mua về thì bà nội lại không biết kiềm chế bản thân, lại ăn uống nó không có được lành mạnh á. Thì đó, nói chung là bữa nào mà bà nội ăn được chút đồ ăn, ăn cơm như hôm nay là Mai cũng thấy mừng rồi. Tại vì có nhiều bữa còn không ăn nữa kìa của chú anh chị ơi. Nên thành ra là nhiều người cũng hỏi Mai tại sao mà cái chế độ ăn của bà nội á, thì nó không có được lành mạnh như vậy. Thì Mai xin trả lời là như thế ha. Tại vì cái tự do cá nhân của bên Mỹ này mình không có can thiệp được vào. Và cái điều thứ hai nữa, nhiều người hỏi là nhiều khi bà nội sao không đi chung với gia đình Mai rồi không có này nọ. Tại vì cái bữa mà đi New York vừa rồi đó cô chú anh chị biết đó, thì Mai đi tuyên thệ là thức dậy đúng 5 giờ sáng đó. Gia đình Mai ra khỏi nhà là 6 giờ, thì lúc đó bà nội chưa có bình minh. Bà nội chưa có ngủ dậy nữa ha. Thường bà nội ngủ dậy khoảng 2 giờ 3 giờ, tùy ý nàng ha. Có khi nào mà nàng thích hơn, có ngày á mà nàng ngủ dậy tới 7 giờ mới dậy, 6 giờ mới dậy, dậy đi ăn tối luôn á. Có ngày thì 11-12 giờ đã dậy rồi, cái đó là dậy sớm ha. Do đó thì 5 giờ 6 giờ thì bà nội không thể nào đi được, không đi nổi đâu cô chú anh chị ơi. Tại vì với lại á, Mai đi từ 5-6 giờ sáng mà tới 10 giờ tối Mai mới về đến nhà, thì mười mấy tiếng đồng hồ bà nội làm sao mà ngồi nổi xe mà đi liên tục như vậy. Và khi mà đi lên tuyên thệ á, mọi người cũng biết là đậu xe trong thành phố, ngay cả Philadelphia hay New York á, là đi bộ rất là nhiều. Mà chân bà nội thì đau, bà nội không thể nào mà đi được như vậy. Và trời lạnh, bà nội cũng không có thích ra đường, bà nội cũng không có muốn đi. Mà đi như vậy giống như là hành xác vậy đó. Những người lớn tuổi như vậy thì những cái hoạt động nhiều quá thì mình không có nên kéo người ta đi. Mai nghĩ như vậy, để cho bà nội ở nhà nghỉ ngơi. Ví dụ như tới bữa ăn thì mình order đồ ăn qua cái app á, bên này họ có rất là, cũng có cái app DoorDash á, rất là tiện, hoặc là Uber Eats á. Thì mình order đồ ăn đó thì họ cứ giao tới nhà thì bà nội ăn thôi, chứ không có gì khó ha. Do đó thì mọi người cũng hỏi Mai là tại sao bà nội không có đi chung với gia đình Mai. Có nhiều cái trải nghiệm mà mình không thể dẫn bà nội đi được, tại vì bà nội lớn tuổi rồi, bà nội cũng không thích hợp. Mà trời lạnh thì ra đường bà nội cũng không thích nữa. Thì một vài cái tâm sự nho nhỏ với cô chú anh chị ha. Hy vọng là cả nhà hiểu vợ chồng Mai. Và nói chung là ai mà không thương mẹ mình, đúng không cô chú anh chị?
ai cũng có những cái hoàn cảnh mà mình không nói ra thì người ta sẽ không hiểu. Thì Mai cũng biết là cô chú anh chị sẽ không hiểu khi mà Mai không nói, nhưng đó là Mai cũng bộc bạch cho mọi người được hiểu đó là tại sao có những lý do mà có những cái hoạt động mà Mai với ông xã Mai chỉ đi một mình thôi, không có dẫn bà nội và chỉ hai đứa nhỏ thôi. Thì không phải là mình không muốn, ví dụ như Tết, cái đợt Tết cũng vậy nữa, bà nội không có chịu đi. Khi mà mình có mời rủ bà nội đi là đi qua bên nhà bạn ông xã Mai ăn giao thừa đó, mà bà nội không đi thì mình đi thôi, chứ bây giờ mình là bạn làm ăn, mình không tới thì cũng không được, đúng không cô chú anh chị? Và khi mà mình ở trong thành phố, mình ở lại qua một đêm, mình cũng đã nói trước rồi, mà bà nội không ở thì giờ mấy đứa cháu nó về nó chơi với bà nội thôi, cũng chẳng có gì. Thì cái đó là cái quyền tự do cá nhân. Ở bên Mỹ này họ rất là thoải mái ha, thấy vui thì đi, không vui thì ở nhà, không ai ép ai hết. Mình cũng vậy, mình sống bên này mình cũng học cái cách thoải mái, nghỉ nhẹ đi là nó sẽ nhẹ ha. Thì Mai cũng cảm ơn cả nhà đã lắng nghe Mai chia sẻ và cùng với Mai trải nghiệm thử cái món gà nướng mới ngày hôm nay ha. Hy vọng là cả nhà yêu thích video này của Mai. Và nếu thích thì đừng quên cho Mai xin một like và một đăng ký kênh nha. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.